Ông Nawaz đồng tình khi một fanpage Thái Lan tuyên bố không hỗ trợ Việt Nam đăng cai Miniji 2023. Ông Nawaz liên tục có những động thái cà khịa khiến netizen không khỏi phẫn nộ. Mới đây, netizen phát chủ tịch Miniji Nawaz Isarijizo tiếp tục có động thái gắt khi thả tim bài viết của một fanpage Thái Lan với nội dung cực căng. Việt Nam sẽ tự tổ chức Miss Grand International 2023 mà không có sự hỗ trợ nào như là một sự trừng phạt dành cho fan Việt Nam. Trang chủ chính thức của Miniji trên Instagram đã hủy theo dõi Miss Grand Việt Nam ngay lập tức sau khi lùm xùm xảy ra. Chủ tịch Miss Grand International chia sẻ Đoàn Thiên Ân, đại diện Việt Nam, chưa top 10 trong cuộc thi năm nay vì không đáp ứng tiêu chí hình thể. Ông Nawaz nhấn mạnh Thiên Ân là thí sinh duy nhất có phần thân trên dài hơn thân dưới, phần hông to. Ông Nawaz nói, tôi chỉ có thể đưa ra ý kiến khi kết thúc cuộc thi. Top 20 là thành tích ổn, quá tốt cho Việt Nam rồi. Tôi không biết các bạn muốn tốt hơn thế nào nữa. Chẳng nhẽ loại Brazil để đưa Việt Nam vào, hoặc đánh trượt đại diện chủ nhà Indonesia. Nhưng thực ra Indonesia đã cố gắng hết mình. Tuyên bố của ông Nawaz ngay lập tức bị chỉ trích. Người mẫu Hà Anh cũng nằm trong số đó. Hà Anh cho rằng việc người đứng đầu một cuộc thi sắc đẹp lớn của thế giới có những phát ngôn miệt thị ngoại hình, body shaming, thí sinh là điều không thể chấp nhận được. Siêu mẫu Minh Tú, Hoa hậu Ngọc Hân lên tiếng phản đối gay gắt phát ngôn của chủ tịch Miniji. Chiều tối ngày 26 tháng 10, Thiên Ân đã trở về nước sau hành trình 20 ngày chinh chiến tại Indonesia trong vòng tay chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam.